Xin chào các bác nha. Hôm nay một mã hàng nữa cả tím lại về này. Cả tím dài. Đây. Các bác nhìn thấy chữ F1 này. F1 hẳn hòi. Một gói được vài chục hạt thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ để mầm của nó rất là cao. Riêng cái hàng F1 thì rất là ok nha. Đây, một mã vào đường của ta nha. Đây là hàng của Inco. Đó. Thế thì ở bên Thái sẽ có rất nhiều các cái mã. Đó. Các cái mã khác nhau. Mỗi một mã thì người ta sẽ đều có một cái thứ ký hiệu thương hiệu riêng. Đây, các bạn nhìn đây là chữ Inco. Đây, như cái hàng Inco này cũng rất là ok đó. Mỗi mã màu vì người ta màu vàng hoàn toàn luôn. Cả tím F1. Một gói được 0,5 gram thì nó rơi vào khoảng tầm 20 hạt. Trồng cả tím này thì chúng ta chỉ cần vài cây là chúng ta đã thoải mái.